Ôi, xe gì mà lạ thế nhở? Nhìn cứ như là xe biến tưởng ấy. Vâng, thưa anh em, đây là Hyundai Stargazer, một làn gió cực kỳ mới mẻ trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam. Một chiếc xe có ngoại hình khác biệt, có phần đi ngược lại với số đông, nhưng ẩn sâu bên trong là tràn ngập những giá trị cốt lõi để số đông khó có thể bỏ qua. Cụ thể như thế nào, hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Rất vui được gặp lại anh em ở trên mê xe. Để tạo hình lên chiếc xe này thì tôi tưởng tượng là những nhà thiết kế chỉ cần đặt đúng một nét bút từ đầu này, kéo một phát sang đầu kia là xong. Ngay từ cái cách tạo hình tổng thể thôi thì Stargazer đã có một cái sự khác biệt so với mặt bằng chung của phân khúc rồi. Và nếu mở cái nắp capo này lên ấy, thì anh em sẽ nhìn thấy rằng là cái cục máy ấy không những là được đặt ở cái vị trí nổi lên đâu, mà còn có một phần ẩn vào bên trong cái khu vực của mặt tablo nữa. Kích thước cụ thể của Stargazer đang được hiển thị ở trên màn hình ngay lúc này và thậm chí là có những con số hiện tại đang là hàng đầu ở trong phân khúc MPV phổ thông. Với cái cách làm như vậy thì chúng ta sẽ có một chiếc xe rất khác biệt nếu nhìn từ vị trí cột A hất lên phía trước. Và liệu là cái cách tạo hình như thế này thì ở bên trong có rộng rãi hay không? Và cái lo ngại về việc là cái cột A này sẽ choáng tầm nhìn thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng vận hành. Lát nữa thì chúng ta sẽ kiểm nghiệm ở phía bên trong. Còn để đi sâu hơn về thiết kế của Stargazer thì đây thực sự là một chiếc Staria thu nhỏ. Anh em có thể nhìn thấy ngay một cái giải LED nối liền hai bên chạy dọc toàn bộ chiều rộng của xe. Rồi cái cách tạo hình của cái phần đầu xe tiếp tục là cái kiểu hình chữ X với hai bên là cụm đèn chiếu sáng full LED dạng chóa phản xạ. Hay anh em cũng đã có thể nhìn thấy một số những cái không khí của Sensual Sportiness hay là Parametric Dynamic. Nói đến đây thì mới thấy rằng là ngay cả khi lên tới một chiếc MPV như Stargazer thì những cái ngôn ngữ thiết kế tổng thể và thống nhất của Hyundai thời gian gần đây cũng đã tiếp tục được đưa lên rồi. Mâm xe cũng được làm khá là cầu kỳ với những chi tiết phay cắt dạng kim cương. Nhìn phần đầu xe hay nhìn phía ngang hông xe của Stargazer thì có thể là có nhiều những ý kiến khác nhau. Nhưng nếu nhìn phần đuôi xe thì thực sự là chiếc xe này cũng tạo ra được những cái điểm nhấn khá là ấn tượng. Chúng ta tiếp tục có một cái chữ H di động với cái cách tạo hình hai cái đèn hậu ở hai bên và một cái dải đèn LED nối ở giữa. Có thể thấy rằng là từ những đường nét thiết kế tổng thể tới những cái chi tiết ở ngoại thất thì Stargazer đã có những cái cách làm khác biệt, thậm chí là đi ngược với số đông ở trong một cái phân khúc MPV mà người ta thường hướng tới những cái gì đó là truyền thống và thực dụng. Bước vào không gian của Stargazer thì tôi muốn kiểm nghiệm ngay cái độ rộng rãi và tôi sẽ bước vào hàng ghế thứ 3 đầu tiên luôn. Và đây là vị trí ngồi của tôi ở hàng ghế thứ 3 khi mà hàng ghế thứ 2 đã đẩy lên để hy sinh một chút về mặt không gian. Và tôi đã ngả hết cái lưng ghế ra phía sau rồi. Thì với một người thuộc dạng thấp bé như tôi, cao chưa tới 1m7 thì tôi tự tin khẳng định rằng là cái hàng ghế thứ 3 trên Stargazer đang là rộng nhất phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam thời điểm hiện tại luôn. Với cái hàng ghế thứ 3 ở trên những cái chiếc xe ở phân khúc này ấy, thì đôi khi chỉ là chênh lệch một khoảng rất nhỏ thôi cũng đã tạo ra những cái trải nghiệm ngồi nó khác biệt rồi. Cụ thể cái độ rộng rãi của Stargazer ở hàng ghế thứ 3 thể hiện ra sao? Đầu tiên là cái khoảng đầu gối này, rồi cái sàn xe cũng được làm ở một mức độ khá là sâu để cái đầu gối của tôi không bị kê lên quá cao. Và cái hàng ghế thứ 3 cũng ngả ở một cái độ ngả khá là tốt. Tôi còn có thể kéo cái tựa đầu ở phía sau cao lên.
Và đây là hàng ghế thứ hai khi tôi đã đẩy lên để hy sinh một phần không gian cho hàng ghế thứ ba mà anh em vừa nhìn thấy trước đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tụt sâu xuống này và ngả hết ra. Anh em sẽ nhìn thấy ngay rằng là với cái cách làm, cái cách tạo hình ở phía bên ngoài thì đây, chúng ta có một cái khoảng đầu nó rộng tới khoảng, nếu với một người như tôi thì rộng tới khoảng 25 phân. Cái khoảng trống đang còn thừa ra. Và cái khoảng đầu gối này rất là thoải mái, thoáng. Với một người chỉ khoảng 1m7 như tôi thì có thể rằng là chưa thấy được cái sự khác biệt khi mà ngồi ở trên một chiếc xe có cái khoảng đầu nó rộng tới như thế này. Nhưng mà với những người cao khoảng từ 1m8 trở lên thì chắc chắn là cái không gian ở trên đầu như thế này sẽ tạo ra một cái cảm giác dễ chịu hơn. Vâng, đây anh em, đóng cái cửa cũng thấy nặng tay, chắc chắn. Và đây tiếp tục là một cái ưu điểm ở trên những dòng xe Hyundai nói chung, cũng tạo cho cá nhân tôi một cái cảm giác rất là yên tâm. Rồi quay trở lại với cái không gian của hàng ghế phía trước thì tôi muốn chuyển tới cái tiết mục là đếm trang bị. Tất nhiên rồi, ở trên một chiếc xe phiên bản cao cấp nhất lại còn đến từ Hàn Quốc nữa thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều thứ để chúng ta nói chuyện với nhau. Phần màn hình thông tin phía trước mặt người lái này chưa phải là dạng full LCD đâu, mà là những cái mảng LCD rồi những cái đèn LED được ghép lại với nhau. Nhìn tổng thể thì rất giống một cái màn hình full LCD, trông cũng khá là đẹp mắt. Màn hình giải trí kích thước 10,25 inch, có khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Đây cũng là một cái trang bị đang là duy nhất ở trong phân khúc. Đây cũng là chiếc xe duy nhất ở trong phân khúc được trang bị những dòng loa gắn mác. Nghe cái phần loa Bose này thì cá nhân tôi đánh giá chủ quan ấy, là nó ở mức độ là hay hơn những cái loa bình thường, nghe cũng có chi tiết hơn. Xe này có sạc không dây và ở cái đế sạc thì có những cái chi tiết thông hơi đục lỗ để làm mát. Và theo công bố của nhà sản xuất thì cái sạc không dây này có công suất lên tới 10W. Rồi ghế da ở phía trước cũng được làm dạng đục lỗ trông khá là chỉn chu. Điều hòa là điều hòa tự động. Gương chiếu hậu chống chói thì vẫn bằng cơ này, ghế chỉnh cơ. Phanh tay thì vẫn là dạng cơ. Và nói riêng về chi tiết này thì đây là một điểm yếu của Stargazer nếu đặt cạnh những đối thủ hiện tại đang dẫn đầu phân khúc MPV phổ thông. Xe này thì rộng rãi rồi, và để nói sâu hơn nữa về độ thực dụng thì chúng ta cũng nhìn thấy có rất nhiều những cái hộp để đồ phía trước này, ở trên này, phía sau có bàn này, rồi các cái hộp, các cái ngăn để đồ ở cánh cửa, rồi dành cho hàng ghế thứ ba, rất là tiện lợi để phục vụ cho gia đình. Còn để nói về độ hoàn thiện thì tiếp tục là những cái ưu điểm đã được duy trì ở trên các cái sản phẩm của Hyundai. Ở trên Stargazer thì không có nhiều những cái chất liệu mềm đâu, nhưng mà nhựa sờ vào cũng ở một mức độ rất là chỉn chu. Các cái chi tiết khớp nối giúp cho chiếc xe trông nó được hoàn thiện một cách rất là tử tế. Tôi xin phép được dùng từ là như vậy. Một cái trang bị nhỏ thôi nhưng mà cá nhân tôi lại đánh giá rất cao. Và tôi cho rằng là trang bị này trong thời gian tới đây thì nên được quy định thành tiêu chuẩn ở trên tất cả những dòng xe được sản xuất ra thị trường, đó chính là cái cảm biến áp suất lốp. Với cái cách tạo hình có phần dị biệt thì liệu là có ảnh hưởng tới cái tầm nhìn của người lái khi mà ngồi trong Stargazer hay không? Thì khi mà tôi vừa mới bước vào cái vị trí này và nhìn cái mặt táp lô ở phía trước ấy, thì tôi thấy là cái mặt táp lô này nó bị kéo khá sâu, thì cái khoảng cách của người lái với cả cái đầu xe thì cảm giác như là bị cách khá xa. Tuy nhiên thì như anh em đã nhìn thấy ở phía bên ngoài rồi thì cái đầu của Stargazer rất là ngắn, nên là về tổng thể thì ngay sau cái mặt táp lô này là chúng ta đã có thể kiểm soát được cái vị trí của phần đầu xe rồi, nên về cái tầm nhìn ở phía trước thì không ảnh hưởng gì cả. Còn với một cái cột A to thì nhà sản xuất Hàn Quốc đã xử lý bằng cách là khoét ở đây một cái ô cửa kính cũng rất là to và thoáng. Tất nhiên là nó sẽ không thể thoáng bằng những chiếc xe mà cột A nó làm ở mức độ tối ưu hơn, nhưng mà về cơ bản thì cũng không phải là một điều gì đó khiến chúng ta quá là lo ngại. Hyundai Stargazer dùng động cơ 1.5 ở trên tất cả các phiên bản với cái thông số anh em có thể nhìn thấy đang hiển thị trên màn hình ngay lúc này. So với mặt bằng chung của phân khúc thì cái thông số mã lực mà Stargazer cho ra nhỉnh hơn mặt bằng chung của phân khúc MPV, loanh quanh cỡ khoảng từ 8 đến 10%. Nhìn cái con số là khoảng 115 mã lực so với khoảng 100 mấy mã lực đó,
thì anh em sẽ thấy là nó không đáng kể cho lắm. Tức là thoạt nhìn qua là như vậy. Nhưng anh em hãy nhìn lại về cái mức chênh lệch cỡ khoảng 10%. Theo tôi đây là một con số không hề nhỏ. Đặc biệt là khi mà đặt ở trong cái tham chiếu chỉ loanh quanh khoảng hơn 100 mã lực mà thôi. Và những cái thông số đó khi mà đem vào điều kiện vận hành thực tế thì để nói rằng là Stargazer mạnh hơn những chiếc xe kia thì không đúng, không phải là mạnh hơn. Nhưng để nói là chiếc xe này có một cái độ lanh, có một cái độ thanh thoát hơn nhất định ở những cái nước đề ba hay là ở những cái pha tăng tốc thì thực sự chiếc xe này hoàn toàn thể hiện được cái điều đó. Và cái sự lanh lẹ của Stargazer theo tôi còn đóng góp một phần không nhỏ bởi cái chế độ lái. Bởi vì chiếc xe này nếu mà anh em đang đi ở chế độ Eco, chế độ Smart hay là các chế độ Normal và chuyển sang Sport ấy, thì ngay lập tức cái vòng tour nó sẽ dựng lên khoảng 1.000 vòng. Nên nếu anh em cần phải đề pa nhanh hơn hay đặc biệt là cần phải vượt xe ở cao tốc ấy, thì chuyển sang cái chế độ Sport xe tạo ra được một cái sự khác biệt khá là rõ rệt so với những cái chế độ thông thường. Stargazer dùng hộp số IVT là một cái biến thể của hộp số CVT. Tức là thay vì dùng dây đai bằng sắt thì chuyển cái dây đai sang dây đai xích. Thì cái ưu điểm của hộp số IVT về mặt công bố, về mặt lý thuyết đó là bền bỉ hơn này, êm ái hơn và mượt mà hơn so với cái hộp số CVT thông thường. Hộp số này kết hợp với phần động cơ khoảng 115 mã lực theo tôi là hợp lý để có thể bù đắp phần nào đó sự hao hụt về mặt công suất của một hộp số biến thiên vô cấp so với những cái hộp số biến mô thông thường. Tức là anh em sẽ có một chiếc xe vận hành êm ái, mượt mà là những cái ưu điểm của hộp số dạng biến thiên vô cấp. Nhưng mà cái công suất, cái sức mạnh vẫn được đảm bảo ở một cái mức độ mà nó không thua kém so với những chiếc xe sử dụng cái hộp số biến mô thông thường. Nói thêm một số những cái yếu tố khác về khả năng vận hành của Stargazer thì tôi thấy rằng chiếc xe này có cái trọng tâm khá là tốt. Tất nhiên là cái khoảng sáng gầm của xe thì không phải là quá cao, nhưng mà ngồi cái vị trí này thì cảm giác là chiếc xe có cái độ cân bằng và ổn định tốt. Một phần là tôi chấp nhận là để cho cái phần nhựa phía trước mặt này nó choán tầm nhìn để tôi ngồi ở một cái vị trí khá thấp. Còn nếu mà muốn có một cái vị trí ngồi thoáng hơn thì chắc chắn là anh em sẽ đẩy cái ghế này lên cao hơn một chút thì sẽ không bị cái phần nhựa nối giữa hai cái màn hình này nó chắn ở phía trước mặt. Vô lăng thì vẫn là cái kiểu nhẹ nhàng rất là đặc trưng của xe Hàn. Nhưng mà khi đi lên tốc độ cao thì vô lăng này cũng có cái độ biến thiên để siết lại khá là tốt, không đến mức độ quá lỏng lẻo và khó kiểm soát chiếc xe. Về cách âm thì tổng thể Stargazer có cái khả năng tách biệt với môi trường khá là tốt. Cái tiếng động tôi nghe thấy nhiều nhất chỉ là tiếng vọng từ gầm xe, tiếng lốp mà thôi. Thay một bộ lốp tốt hơn là một cái giải pháp đầu tiên có thể làm để giúp chiếc Stargazer này êm hơn. Xe cũng được trang bị một số những cái tính năng an toàn trong gói Hyundai Smart Sense và có những thứ mà tôi cũng đã trải nghiệm ở trên những chiếc xe Hyundai khác rồi, rất là hữu dụng khi đem vào cái điều kiện vận hành thực tế. Ví dụ như đi ở trên cao tốc thì chúng ta sẽ thấy ngay cái sự hữu hiệu của cái tính năng là cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn. Bên cạnh đó thì xe còn có cảnh báo va chạm này, hỗ trợ phanh này, cảnh báo điểm mù này, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù này, có cả cảnh báo va chạm khi lùi và hỗ trợ phanh khẩn cấp nữa. Ví dụ như là anh em chạy dịch vụ thì đôi khi chúng ta tặc lưỡi theo kiểu là thôi, chúng ta sẽ mua một cái chiếc xe ở cái phiên bản thấp nhất, có thể là hy sinh một số những cái tính năng hỗ trợ an toàn vì miếng cơm manh áo, vì kiếm tiền vân vân. Nhưng mà với một chiếc xe mà đã để dành cho gia đình rồi thì cái yếu tố an toàn sẽ luôn luôn là những thứ mà chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Với tất cả những yếu tố kể trên, tôi lại tiếp tục muốn quay trở lại với cái tham chiếu của số đông. Động cơ mạnh hơn, số đông có thích không ạ? Hộp số IVT, một biến thể của hộp số CVT, đang là xu hướng của thị trường hiện tại khi mà những cái mẫu xe dành cho gia đình sử dụng ở trong đô thị ưu tiên cái độ êm ái mượt mà. Những cái tính năng an toàn thì như tôi vừa nói rồi, có thể vẫn có một số ý kiến cho rằng là tôi không cần bởi vì tôi là người lái xe có kinh nghiệm rồi. Tất nhiên không sai, nhưng hỏi rằng là tôi có thích hay không thì liệu là có ai trả lời không không? Hãy comment ở phía dưới cho tôi biết nhé. Còn để nói thêm về cái vị thế của Stargazer trong phân khúc MPV cũng như là tổng thể của toàn thị trường thì tôi muốn bàn thêm về cái logo của Hyundai. Hiện tại Hyundai là một trong những thương hiệu xe du lịch có cái mức doanh số hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Có năm là đứng đầu, có năm là tụt xuống phía sau một chút so với Toyota. Tức là Toyota và Hyundai thì gần như là luôn luôn bám đuổi nhau ở những cái vị trí dẫn đầu tổng doanh số xe du lịch ở toàn thị trường. Thứ hai, Hyundai là thương hiệu mà có cái hệ thống showroom và đại lý nhiều nhất Việt Nam. Đây cũng là một điểm mạnh rất lớn khi mà đặt cạnh một số những đối thủ
ở trong cái phân khúc MPV này. Đi kèm với đó sẽ là cái cộng đồng người sử dụng, cái khả năng tiếp cận với phụ tùng, với các dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, kể cả là chính hãng, kể cả không phải là chính hãng. Tất cả những điều kể trên chính là nền tảng nếu một chiếc xe của một hãng xe muốn có được doanh số bùng nổ. Còn một chiếc xe tốt mà thiếu đi nền tảng tốt thì rất khó có được một mức doanh số tốt. Ngoại hình khác biệt, có phần đi ngược với số đông, có thể thiếu hụt một số trang bị nhưng lại có rất nhiều thứ mà số đông cần và số đông thích, như là độ rộng rãi này, hàm lượng trang bị này, khả năng vận hành có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung của phân khúc, và những cái tính năng hỗ trợ an toàn chủ động để phục vụ gia đình tốt hơn. Tất cả những yếu tố đó đi kèm với những cái giá trị nền tảng của thương hiệu Hyundai và một mức giá bán vô cùng cạnh tranh so với mặt bằng chung của phân khúc MPV phổ thông. Anh em nghĩ sao về Hyundai Stargazer? Đâu là điểm mà anh em thích ở chiếc xe này? Đâu là điểm mà anh em chưa thích? Và theo anh em thì Stargazer sẽ cạnh tranh như thế nào với những cái đối thủ ở trong cùng phân khúc? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe, nhấn bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại.